Ok, lên chào các bạn. Chào các bạn. Alleluia. Muito bonito. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thể Nhân Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Ngày hôm qua thì mình cùng người dân đã thu hoạch được một số là khoai tây mọi người. Ở đây mình cũng đã nhờ mọi người chia ra ba loại khoai tây. Đó, loại này là loại to, loại này là loại vừa, còn loại này là loại bé. Thì mình sẽ phân chia như này. Ở chỗ này á thì mình sẽ là chia cho người dân ăn, bởi là rất lâu rồi người dân không được ăn khoai tây mọi người, bởi là điều kiện để mà mua ở ngoài chợ thì cũng có tiền, mà gieo trồng thì cũng không có tiền để mua giống để mà gieo trồng với mọi người. Nên đấy là cũng mua đầu tiên mình mua giống nên là gieo trồng nên là thu hoạch được chừng này. Ở đấy á, cái này thì mình sẽ là để giống cho mùa vụ sau. Còn cái phần này thì cũng là con cũng rất nhiều là củ cũng là vừa vừa về bé bé. Thì mình cái này là mình sẽ chia cho mỗi hộ gia đình một ít để mà mọi người về rồi là gieo trồng ở từng hộ gia đình ấy mọi người. Đấy. E yeah, pai, tá bem. Tipo, eu já tá falando, hein? Sim, filho. Esse vai dividir para comer. Tá. Yeah. Também, primeiro ano, nós plantamos aí. Tá bem. Tipo, terra também um pouco duro. Sim. Mas não cresce bem. Sim. Próxima vez, tem que fazer mesmo, bem mesmo. Tá. Agora aqui, tá bem. Semente, tá bem. Para mesmo aldeia, próximo ano. Planta mais de tipo assim. Tá bem. Agora aqui, nós vamos dividir para cada pessoa. Esse também para a semente. Muito bonito! Yeah? De cultivar para no casa. Tá bonito! Yeah? Esse para todo o povo também. Yeah? Sim. Yeah. E a mãe cũng có nói với mọi người lá. Đây là có bên này là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 20, 22, 24. Nghĩa là cũng gần hết người dân của bản đấy mọi người ạ. Ở đây có 36 hộ, nhưng mà ở đây bây giờ là hiện tại là có đến 24 hoặc 26, có khi đến 30 người làm việc cùng thôi. Thì mình sẽ chia ra là những con số ở đấy là mình sẽ chia luôn. Dạ bảy, vào một DVD show. Dạ. Tá bem. Dạ. Vamos começar já. Tudo povo vai começar já, já? Ah, não. Manu, dois Manu, Tony, com Manu, o Massi, vamos meter já a bacia. Monte, uma monte leva quanto? Uma monte leva quanto? Vamos meter já no bacia. Aqui também, já? Sim. Mình sẽ bây giờ nhờ anh Massi và anh Tony sẽ chia cho mọi người. Dá o evangelho com a bacia, Ganda. Não, vamos assim. Vamos primeiro pedir uma, assim. Vão. Primeiro parece encher uma esse balde. Meter no bacia, já? Tudo parece vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Já. Mọi người, mọi số, mọi cabana. Cái này để ăn nên là có thể acima nu. Cái này để ăn nên là có thể làm như này các bạn ạ. Thì cũng không có nhiều lắm đâu, nhưng mà đối với người Nhật như thế này là cũng là một cái thành quả đấy các bạn. Quem tem balde, mete já no balde, já? De bacia, depois tira no balde, mete no bacia, já? Irmão, entra aí, aí. Já, tá bom. Esse já tá bom. Vamos meter já no bacia, já? Ou no saco? Aí, daí lá, muito grande, né? Também ainda não recebe, já? De guarda-vê, tudo tá certo ou não, já? Não certo, vai diminuir pouco. Já, mãe, bây giờ sẽ chia cho mọi người một số. Nếu mà thiếu á, thì sẽ chia lại mọi người. Không có người nhiều, người ít rồi. Cùng tôi các người dân lắm. Là có gì mà đi làm đi cùng lo.
Vem, vem, rapaz, vem. Passando o pai calendo, ajuda, ajuda. Não muito, mano. De um pouco, não vai chegar. Eu chego agora. Mete no saco. Veja, né? Tá bom, pai calendo. Tá. Vai, 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 tu vai. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. No saco, saco, saco. Qual é a água mais? Esse é o saco de quê? Oye, yo. ¿Qué es eso? Tudo tá alegre, né? Sim! Ok. Tem que mesmo assim. Trabalhar é bom. Được thu hoạch nên là người dân rất là vui mừng nha các bạn ạ. Vậy là ai rèn cũng sẽ có phần cả. Dạ, agora aqui nè. Nào, mete số, mete số, mete số phải, mete số. Mete, mete. Pai, mete no saco. Pai, mãe, cuidado na pizza lá. Já pode regar um pouco, não te marca. Tudo vai, vai ter. Não, mete seu pai. Vai chegar tudo, para tudo. Tá bem, pai. Não, Bela. Reta fica para mim, já? Sim. Ei, aí falta dois, né? Falta só dois, né? O bade ibi. Já mais na ilha. Capi, aí, aí, pensa de algum. Já tá bom, pai, aleluia. Aqui, aqui dói ainda, não tem. Apaga o item logo. E apaga o merco, olha aí. Aumenta mais. Assim falta só dois, né? Esse com esse, chega.
Que depois, João é Luiz. Ah, também tem que receber. Isso. Yeah. Con lại là để cho em João, em cameraman cũng như em Luiz, cameraman đang học việc của mình ấy các bạn. Yeah, agora assim também vou falar mais outra vez. Também. Quando trabalhar, tudo trabalhar, yeah? Sim. É melhor em tudo trabalhar. Também. Quando receber, todo receber igual. Sim. Yeah? Sim. Uhum. Já? Já. Ok. Tá, tia fina. Já. Tudo mostra lá à frente. À frente, já? Depois fica um pouco atrás, já? Aí, ó, bu. Já tá bom. Mas pode ficar um pouco aí. Não tá problema. Já. Bây giờ là thành quả của mấy tháng gieo trồng ấy các bạn. À, thì ban đầu sẽ là chia cho mọi người là cái phần khoai tây các bạn. Còn thời gian tới thì còn ruộng ngô nữa. Về hôm trước cũng có thu hoạch được một ít rồi. Mà mình có nhờ bác trưởng thôn phơi đấy các bạn. Mà để rồi hôm nào là thu hoạch hết chỗ này rồi mình sẽ tổ chức chia cho mọi người một lần nữa ấy các bạn ạ. Yeah. Então, hoje, tudo povo vai receber mesmo assim. Tá bonito. Mas, depois eu não quero qualquer coisa, não fica bonito. Tá bem. Quando receber, reclamar. Tá, outro tá, falar, tá. Não, eu trabalhar também, mas receber pouco. Ou como foi de aquele mesmo erro. Eu não gosto assim. Tá bem. Não quero repetir mais outra vez assim. Tá bem. Então, mesmo, quero ajudar mesmo tudo, o povo é na aldeia. Tá, trabalhar tá bem. Receber bem. Tá bem. Yeah. Não é isso? Tá, yeah. Tá bonito. Porque com a coisa, eu já compro. Tá bem. Então, aí sou mesmo trabalhar. Tá bem. Ah, próximo ano, essa semente, milho, sair bem, vou guardar semente, vou arranjar mais. Terreno, pode aqui, aí mesmo, aumenta mais. Lavra. Sim. Porque esse... milho, né? É diferente muito com esse. Sim. Esse tá bem aqui, lá embaixo. Sim. E não sai mesmo bem comida. Sim. Não é? Sim. É melhor nem com esse semente. Vou fazer mesmo aqui tudo bem. Tá vou bonito. Planta mais de novo. Tá bem. É mesmo nói với mọi người là cái giống ngô nếp ấy. Thì bắp, cho bắp rất là lớn ấy. Thì năm tới sẽ là dùng cái hạt giống này để là phân chia cho người dân rồi cũng sẽ mở rộng thêm cái diện tích ở đấy cái bản này cũng có rất nhiều bạn là comment là ở bản này thì tại sao là không gieo trồng cái diện tích lớn như ở trong bản Long Cô Lê hay là bản Benedita của chú Hùng hay là chú Đông ấy, bởi là ở đấy thì người dân cũng rất là ít, con số thì có 36 hồ thôi nên là người dân cũng ít mà hơn ở cái bản này bé lắm mọi người ạ, thì đất cũng rất là ít đấy, nên là chỉ là gieo trồng được cái trên quy mô về diện tích bé thôi các bạn. Đấy, cũng rất muốn làm lớn nhưng mà cái điều kiện là chưa cho phép. Để đấy có hai cháu con nuôi của chú Quang Linh thì mình cũng có dặn là cái phần này sẽ là về để mấy anh em cùng ăn với nhau chứ không phải là của ai người để ăn là cũng không được đâu. Dạ. Esse tu ni vai aumentar daqui. Puxa para aí, aumenta. Agora tá onde ó? Outro daí. Ah, também puxa para aí. Recebe, aumenta aí. Aumenta, porque aí tem nove crianças. Tá. Também de dia trabalhar, eu vi mesmo, trabalha bem. Sim. Tira. Tira, vai. Tira. Ene. Aumenta lá, vai. Já, pode okay. Levar para casa já. Tá bonito. Já, leva para casa rápido. Depois vão estar para dividir já isso. Não, atrasa muito. Já estou nem aí. Pois é, minha zanmangueira, deu que a
quay để về ăn cất riêng thôi. Thì sẽ quay lại để mà chia cái khoai giống kia mọi người. Còn cái khoai giống này thì mình sẽ cất, mình sẽ nhờ bà trưởng bản cất để mà làm cho vụ sau, giao trồng cho vụ sau. Bây giờ sẽ là chia cái phần khoai giống để cho mỗi hộ gia đình mua tới để mọi người cùng gieo trồng các bạn. Cái này là sẽ chia cho mỗi hộ gia đình luôn. Bây giờ là ngày trước là tiền mua giống không có, nhưng bây giờ sẽ có giống để mà gieo trồng ở mỗi hộ gia đình các bạn ơi. Dạ, mấy tế bà sĩ nụ bao đế. Aumenta un poco mano Massi. Aquí llega, ahí llega, ahí ya está bom. Ahí ya está bom. Ese vai acender bem também, ya? Atender bem também, ya? De semente. Sim. Qua coisa, mesmo batata, já saí, semente, já saí. Não para comer, ya? Porque esse não está bom, para copo. Sim. Những cái mình gọi rằng người dân là cái củ khoai tây nào mà đã mọc mầm rồi thì nhắc mọi người là không nên ăn, bởi là cái đấy dễ ngộ độc lắm. Dạ, mấy tên nó sao cũng anh đi xe nếu là bắt thì mình bị cà phê rồi nhưng khi mà cho uy anh đi cả rồi đấy bắt gì à xin dạ tao bỏ à ok. Mais rápido. Também devagar para ele? Ah, tá. Já. Já. Também devagar, não semente vai tragar. Tá. Outro. Mình có dàn bạc trường thôn là mọi người nhảy tái một tí. Já, devagar só bocado, já? Não semente vai tragar. Dàn mọi người là nhảy tái một tí thôi. Já, obrigado, já. Já, chefe. Tchau. Tchau. Esse é quem, Bode, é quem? É, aleluia. Hã? Esse filho vai levar você mesmo aqui. Vou levar. Tamoni, Vietnami. Viva Vietnami. Quebra mais? Mano, mas tá bom. Ok. Tá bom. Thì nội dung ngày hôm nay cũng đã xong rồi các bạn. Video mình xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thế Nhân Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Để cho mình có thêm động lực thì cũng giúp đỡ nhiều hơn nữa những người dân cũng như nhiều bản làng nữa các bạn. Chào các bạn. Alleluia. Kamoni. Kamoni. Vietnam. Viva Vietnam. Viva Vietnam. Viva Vietnam. Ok. Alleluia. Chào các bạn. Ok. Dạ. Tá bom. Tá bom. Yeah.